Chào mừng các em đến với kênh Ami Channel. Hôm nay chị Ami có hai tượng thạch cao mới là chú gấu và một ngôi nhà rất là dễ thương. Hôm nay chị Ami sẽ tô chú gấu trước nha. Đầu tiên thì chị thấy chú gấu này rất là giống như bạn gấu Connie, cho nên là chị sẽ dùng màu nâu để tô cho bạn ấy nha. Thường thì các bạn gấu màu nâu thì sẽ đẹp hơn. Chị sẽ dùng cỏ lớn và nhúng vào màu nước màu nâu. Chúng ta sẽ tô từ từ màu nâu lên cho bạn gấu này. Chị sẽ tô những cái phần ở ngoài này trước, còn những phần ở trong kẽ thì tí nữa chị sẽ dùng một cây cọ nhỏ hơn để mà vẽ, như vậy sẽ không bị lem nha. Cái tượng thạch cao hình bạn gấu này thì rất là dễ thương, khi mà chị ra nhà sách thấy bạn này là chị thích ngay và chị đem về tô màu đó các em. Chị nghĩ là các em chắc cũng sẽ rất là thích tô tượng đúng không? Nếu có thời gian thì chúng ta hãy ra nhà sách ngồi và tô nha. Như vậy thì ở ngoài đó có cả màu nước cho chúng ta tô luôn rồi. Còn chị thì chị thích đem về nhà mình hơn, bởi vì chị cảm thấy là chị tô ở nhà đẹp hơn. Rồi chúng ta sắp tô màu xong cho cái phần đầu của bạn gấu rồi. Màu nâu này cũng rất là đẹp. Bây giờ chị sẽ tô lên phần tai cho bạn ấy luôn nha. Chị sẽ chừa một phần lại, tí nữa chị sẽ tô màu hồng. Rồi bây giờ chị sẽ dùng màu hồng để tô cái nón mà bạn gấu đang đội nha. Cái nón lưỡi trai có chữ love. Vì chị rất là thích màu hồng cho nên chị sẽ sử dụng màu hồng để tô lên phần nón như thế này để cho nổi bật hơn. Chị thì chị thích tô những cái tượng nhỏ nhỏ thôi, còn các em thì sao? Các em thích tô tượng lớn hay là tượng nhỏ? Nhớ bình luận xuống dưới cho chị Ami biết nha. Rồi bây giờ mình sẽ tô phần quần áo mà bạn gấu đang mặc nè. Đầu tiên thì chị sẽ tô cái áo màu vàng. Chị sẽ dùng một cây cọ nhỏ thôi để tránh bị lem. Và phần quần bạn ấy đang mặc thì chị sẽ tô màu xanh. Cây cọ nhỏ này rất là thích hợp để tô những phần nhỏ bên trong sẽ không bị lem màu ra, những phần mà chúng ta không mong muốn.
chị đã tô xong trang phục mà bạn gấu đang mặc rồi thì chị sẽ sử dụng màu đỏ để tô lên cái nơ nhỏ xinh trước ngực cho bạn ấy nha. Và tô thêm cái nút áo luôn. Tiếp theo, sử dụng màu nâu để tô hai cánh tay và hai bàn chân. Bạn gấu này rất là giống bạn gấu Connie, rất là dễ thương các em ạ. Mình tô xong mình trưng bày ở trên bàn học là đồ hoặc là để làm đồ chặn giấy cũng rất là đẹp đó. Rồi bây giờ chị sẽ lại sử dụng màu hồng. Đây chị tô 4 điểm mà chị đã chừa ra nè. Màu hồng này rất là đẹp luôn, rất là sáng. Chị tô thêm lên trên phần tai của bạn gấu. Xong rồi, tiếp theo chị sẽ sử dụng màu đen để tô lên cái phần máy chụp hình mà bạn gấu đang đeo, cũng như là vẽ mắt cho bạn gấu. À, trước hết thì chúng ta sẽ vẽ cái miệng cho bạn gấu trước cái đã. Xong rồi, dễ thương quá các em ơi. Tiếp theo thì mình sẽ tô cái máy chụp hình nè. Chị sẽ tô màu đen nha. Và nhớ trừ cái phần camera lại. Tí nữa chúng ta sẽ sử dụng màu xám để tô. Phần cuối cùng, cái phần mà bạn gấu đang ngồi lên thì chị sẽ tô màu xanh lá cây. Chị sẽ tưởng tượng giống như là bạn ấy đang ngồi trên một thảm cỏ vậy đó các em, rất là dễ thương. Mình sẽ sử dụng cây cọ lớn và tô đều nha. Phần này thì chúng ta dùng cọ lớn thì tô sẽ rất là nhanh. Như vậy là xong rồi, chúng ta cùng nhìn lại tác phẩm ngày hôm nay nha. Wow, bạn gấu xinh quá đi. Và chị sẽ đặt bạn gấu này trên bàn làm việc của chị. Chúc các em xem video vui vẻ và nhớ đăng ký kênh để xem nhiều video hay hơn nha. Chào tạm biệt.